Nguyên một cái dãy nhà này đó mọi người, nó xuống cấp dã man quá. Có lẽ là cũng lâu, rất là lâu đời nên bây giờ phải căng dây và di chuyển chỗ khác rồi đây. Cái quán khu vực này là di chuyển đi hết rồi. Thì bây giờ mình cùng đi tiếp nhá, sang kia xem thế nào. Bên này là những cái cửa hàng bán giày dép này, rất là nhiều luôn. Ở bên cạnh đấy cũng có một số cửa hàng đang tạm ngừng để sửa chữa và nâng cấp lại, hoặc là chuyển đi một số địa chỉ khác nữa. Đây mình giao nhau với đường Châu Văn Liêm, giao nhau với Nguyễn Trãi nhé. Chuyên là về chanh mạ vàng này, dọc này ở các ngân hàng. Ôi, bên này bún bò Huế nè, 30-35k, vòi cuốn 6k. Dọc này khu này là khu ăn uống rất là nhiều nha. Đấy, rất là nhiều cửa hàng ăn uống. Đi theo cái hướng này thì mọi người xem nó có bị hình ảnh nó có được nét không. Đi hướng này thì nó hơi tối một xíu nha mọi người. Đấy, còn bên này là trường trung học cơ sở Hồng Bàng, môi trường rất là đẹp luôn. Đấy, kế bên đường mọi người. Mà giờ này thì các em cũng nghỉ hè rồi nên không thấy có học sinh. Mọi người ạ, tập ra cái này này, cái đường Hồng Bàng giao nhau với Tán Đà này.
được. Hồ Chí Minh này đông dữ. Mọi người thấy cảm giác mà ra đường này, thời tiết nắng nóng mà đi sau cái xe nó bắt quải vậy khó chịu. Rất là khó chịu luôn đó. Bên này đấy, bên này là được bệnh viện Phạm Ngọc Thạch này. Quay quay này rất là nhiều bệnh viện và trường học nha. Đi đâu. Hôm nay thì mình cũng đi khám phá một xíu cái chỗ này. Căn nhà đang xây có vẻ chưa xong. Chỗ này chuyên làm tranh.
tranh. À, có đường này đi rồi. Đấy, đi vào trong này thì tôi nhớ là con đường này đã từng đi. Tranh mạ vàng, tranh phong thủy đấy, đủ loại tranh tại khu vực này. Mà nắng cái này mà thời tiết mà giống như ngoài Bắc ấy, nó cái mất điện, cắt điện luôn phiên này chết luôn mọi người ạ. Quê Hải nó cắt liên tục luôn á, nó cắt theo xã vậy, cứ ngày hôm nay thì cắt xã này, ngày mai cắt xã kia vậy. Nhiều khi bây giờ sợ lắm, thiếu điện không biết là thời tiết mà cứ vào mùa nắng nóng này thì không biết là chịu thế nào được. Lên đường Hồng Phong này thì mình kết thúc với những cái chuỗi cửa hàng với nhiều cái cửa tiệm là sẽ, gửi hàng xe, các cái chành xe. Thì bây giờ dòng này là bán chuyên đồ điện thoại phụ kiện điện thoại mọi người nha. Cái dòng này kéo lên đến đường 3/2 luôn, bán toàn ấy phụ kiện điện thoại không, nhưng mọi người có thời gian có thể ghé qua đây mua cũng được.
biết sao đường 3/2 nhiều xe dữ. Thuê mà đến giờ chưa có ai thuê luôn.